các con phải học 3 điều từ bố. Thứ nhất, lời nói của các con phải là quan trọng nhất. Thứ hai, gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất.